Rồi, chào tất cả các bác nha. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 12. Thì hôm nay là em lại lên giới thiệu các bác giải mã và loa box sale nhé. Hôm nay rất nhiều là hàng mới lên. Rất là đẹp luôn. Đây có một bộ dòng 9GX đẹp như mới luôn. Cả bộ này bộ lớn nhá. Loa rất là lớn luôn. Rồi em sẽ giới thiệu chi tiết từng món và báo giá luôn các bác nhé. Các bác cứ thấy có gì thì alo cho em. Rồi em giới thiệu trên này trước. Thì đây là một cục dòng D1 nhé. D1. Đèn này hơi mờ nhưng vẫn nhìn thấy không nhá. Hàng đấu giá về đẹp xuất sắc luôn, chạy CD chạy tốt luôn này. Đó. Đây, nhìn ngoài rất là, còn rất là sáng luôn. Nhưng mà qua ánh điện nó hơi mờ. Hàng đấu giá đấy. Con này thì dùng rẻ mã rất là hay luôn các bác nhá. 80W một 80W cục và đánh loa 120W trên một thân thùng. Đó. Giải mã hai thiết bị khác nhau được các bác nhá. Đẹp xuất sắc, đẹp như mới. Hai con này là hàng đấu giá về. Rồi con này cái con số 1 này là em bán giá 1 triệu 9 nhá. Có cả khiển luôn, bởi giá này là giá bán gọi là bán hoa gốc thôi nha các bác nhá. Bên dòng này thường thường bán 2,5 triệu đó, nó hơi mờ màn hình này, nhưng nhìn ngoài vẫn như thấy bình thường không nhá. Nó mặt đẹp xuất sắc luôn, có khiển nhá, 1,9 triệu. Rồi sang số 2 này, số 2 các bác nhá. Số 2 là một con cũng là D1, như con này thì đèn sáng, còn đèn sáng này, dòng D1 đèn rất sáng luôn nhá. CD này đó, trong này chạy rất là tốt luôn. Đây cũng hàng đấu giá luôn, đắp lưng hàng đấu giá cho nên nó rất là đẹp các bác nhé. Đây con này để đọc cái mã số, con này sáng này ra các bác, mã số của nó là 5780. Cái dòng này thì vẫn là mã in Japan các bác nhé. Giải mã đắt rất là hay. Dòng này là dòng cao cấp D1 D2 là dòng cao cấp các bác nhé. Thì con số 2 này em bán với giá 2,2 triệu các bác nhé. 2,2 triệu. Có 2,2 triệu hôm nay là giảm giá các bác nhé. Đấy. 2,2 triệu con số 2 này. Có khiển học các bác nhé. Rồi sang bộ dàn, em cứ giới thiệu lần lượt đi, bộ dàn. Bộ dàn là bộ số 3, em giới thiệu hết các cục này là theo số luôn các bác nhé. Số tiếp theo này. Bộ dàn này là bộ dàn HM50. Đấy, HM50 loa này là 100W một thùng luôn ạ. Mặt phay rất là đẹp luôn. Con này thì CD nó không có nhận bài, em thấy nó loát rất là lâu, khả năng bị kẹt cái mắt. Nó không chạy được cái mắt thì nó sẽ loát lâu nhá. Như em không có chỉnh. Đấy, bộ dàn HM51 là bộ dàn cao cấp nhá, có USB chạy tốt luôn. Đấy, có phía trên này có đốc. iPhone iPod này. Phía trên này hơi chảy xíu, loa thì đẹp nhé. Đây. Loa này, vuông thành sắc cạnh, loa 100W thùng. Có cổng AUX. Rồi bộ này CD không đọc, chạy USB AUX ok không nhá. Bộ này thì em bán cho các bác 2 triệu. Bộ số 3 nhá, thường thường này là số 3. Như là hôm nay em sẽ giới thiệu theo theo số tự tự từng thứ tự chứ không 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 có bỏ không riêng dàn riêng và riêng nhé. Số 3 này, sản phẩm số 3, 2 triệu cả bộ nhé. Rồi sang sản phẩm số 4. Số 4 các bác nhé, số 4 là cục G9 các bác nhé. Cục biểu của Winner G9 này. Đó, cục này rất là hay nha các bác nào chơi qua dòng này, mặt phay xước mà nó nhắm nhắm phay rất là đẹp luôn, phay xước này đó. Cái đèn này đèn rất sáng nhá, nhìn ngoài rất sáng, nó có cái đèn led cho nên là nó qua màn hình nó hơi nháy nháy, chạy con này chạy CD ok. Đấy, có một cái thước CD này và cái âm ly rất là hay các bác nhá. Âm ly là có chỉnh bass chép mic luôn nhá, có ép âm full tần số, chơi cặp bass 30 thoải mái luôn đấy. Dĩ nhiên là mình chơi như vậy, chơi cặp loa cổ thôi anh em nhé. Đó,
CD đọc á. Rồi sản phẩm số 4 này em bán với giá 1,5 triệu, mua 1,5 triệu nhá. Sản phẩm này thì không có khiển đâu con nhá. Đấy, 1,5 triệu chỉnh riêng 1,5 triệu gần như em chỉ bán cái âm ly được con nhá. Đó, âm ly nó rất là hay luôn, chơi bao la bốc xèo là cột thoải mái luôn các bác nhá. Rồi sang sản phẩm số 5 này nhá. Số 5 là một cục X7. Cái cục này các bác là cục này là thớt dày hết nhá, có âm ly này, tuner này, giữa là cassette các bác nhá. Ở phía trên này là một cái thớt đĩa than này. Đĩa than này thì em rút ra thì nó chạy như này, nhưng cái ghim nó không tỏi ra, đúng là kim mà chạy ra. Em bán cho các bác về dọn nhá. Cái này thì em bán với các bác về dọn thôi. Cái đẩy vào được này. Đóng nắp vào. Đó. Phía dưới là thớt cassette và tuner. Cuối cùng là thớt âm ly nha các bác. Âm ly này thì nó bị mất cái áo nút nguồn, nhưng mà mình lấy nguồn từ trên này xuống thì khỏi phải cầm bấm này nhá. Và cái này thì nó có một lỗi những cái nút này này. Nó không có ăn. Nhưng mà cân này có công suất nhá. Em cắm chỗ táp là có công suất nhá. Cho các bác về xử lý em để bán. Tất cả thớt này đều là thớt dày độc lập nhá. Nếu các bác nào muốn mua, ví dụ như các bác về muốn xài cái cassette này cũng được luôn, bởi vì nó thớt dày độc lập hết các bác nhá. Thì cái cục này em bán giá 1,2 triệu cho các bác về dọn nhá. Đấy, tất cả những chức năng như vậy, tóm lại là bao công suất thôi. Ông nguồn bao công suất nhá, cho các bác về dọn nhá. Rồi sang sản phẩm số 6 các bác nhé. Số 6 là một cục, ba cục SA7. Âm dưới cùng là âm ly này có chạy full A này, chạy 4 con sò luôn nhá. Dòng này chạy sò đàng hoàng nhá, 4 con sò lớn đó. Sò phét. Thì con này bao nguồn công suất. Cái thứ hai là cái cassette nhá. Cassette thì ra vào được, nhưng mà em hôm nay không cái cassette bước đầu không test được. Và CD thì không đọc nhé. Ba thứ này là nguồn dày độc lập hết nhé. Nguồn dày độc lập hết ạ. Đây, nguồn dày độc lập hết. Em bán ba thứ này cho các bác về dọn nhé. Bao công suất của âm ly nhé. Âm ly này đánh loa rất là hay, dòng class. Này bán 1 triệu nhé. Ba thứ này bán 1 triệu nhưng bao công suất. Bao nguồn, bao công suất của âm ly nhé. Cassette và CD cho các bác về dọn nhé. 1 triệu. Rồi sang sản phẩm số, em phải ghi vào đây, tại vừa nãy em không ghi. 2, 4, 6. Sản phẩm số 7 các bác nhé. Sản phẩm số 7 này là một bộ dàn lâu mới có một lần. Bộ dàn là dàn S9GX, là bộ dàn lớn nha các bác nhé. Cái loa này rất là lớn nhá. Cái loa này bắt 15-16. Và loa này lớn hơn mấy cái loa dàn S7 rất là nhiều nhá, S7GX rất là nhiều nhá. Màng trắng chắp đôm. Loa là thùng kiểu thùng gỗ lạng thôi nhá. Đây là sơn ấy. Nó không phải là dán đâu, nó sơn ấy. Thùng gỗ lạng nhưng mà nó đẹp, cảm giác đẹp như mới nhá. Bộ này nó đẹp như mới luôn. Đó. Cục này bao CD này, giải mã nhá, giải mã không cần mồi, giải mã hai thiết bị khác nhau được, thậm chí ba luôn nhá. Đó, đây này, bộ dàn này là full 70W, đây, rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn, bộ này loa này cũng Japan luôn. Đây, có cầu loa, bộ này đẹp như mới. Đây, cái nạp lưng nước này, loa này không có một vết, tì vết nào luôn các bác nhé. Không có một tì vết nào. Lưới đầy đủ, lưới không rách lưới gì chứ. Rồi em làm nguyên cái bộ này em bán 2 triệu nhá. 2 triệu bộ này, bộ S9GX nhá. Bộ này là bộ đời cao và nó cũng không phải là lúc nào cũng có. S7 thì đầy. S7 loa nó nhỏ hơn nhiều nhá. Đó, S9GX là dòng cao nhất là dòng đó rồi. Dòng S9 là cao nhất rồi. Giá 2 triệu nếu bác nào muốn mua cặp loa riêng 1,1 triệu, cục là 1,1 triệu nhá. Nếu bác nào mua cả hai là hai cả hai ấy. Bác nào muốn mua cả hà món này là 2 triệu, còn mua một rời 1,1 triệu một cục nha. Dòng IS9 là loa bắt 15 lận nha, chứ không phải là bắt thường đâu, nhỏ đâu nha.
Rồi sang sang sản phẩm số 8, số 8 nha, số 8 là cục V3. V3 các ông nhá. Cái vết ở đây này, cái này rất đẹp luôn. À, cái bộ dàn rất đẹp, cái vết này là vết bẩn đấy nhá. CD học tốt, dòng V3 nó rất là hay, cái giải mã nhá, giải mã không cần mồi này, đặc biệt nó chỉnh bắt chết trên máy luôn á. Đó, bắt chép trên máy nha. Đèn còn sáng. Cái bộ này là cái cào, cái bộ cái cục này cũng rất đẹp nhá. Mã số của bộ này là 1833. Đó. Cái dòng như trên này thì em ít, nhưng mà dòng này thì nó nhiều cho nên em đọc mã số các bác nhá. Cái sản phẩm số 8 này là vòng là con cục giải mã V3 CD học tốt nhá, giải mã không cần mồi, và con này FM cũng full tần số luôn, bắt hết đài Việt Nam luôn nha các bác nhá. Con này bán 1 triệu, con này rất là hay luôn. Bác nào chơi qua này rồi biết. V3 nhiều khi nhiều bác bảo V5, có những bác thích V3 hơn là V5 V7 nha các bác nhá. Rồi sang sản phẩm số 9. Nhá, sản phẩm này sản phẩm số 9 các bác nhá. Bác nào không nhớ số thì cứ đọc chụp hình cái màn hình. Cái sản phẩm số 9 này là cái dòng 7 gáy DV. Con này thì em chỉ bán cho các bác, cái công suất nó vẫn ok, thì chỉ bán cho các bác giải mã thôi, bởi cái volume mới gãy rồi, nhưng mà vẫn tay và sờ vào thì vẫn vặn được các bác nhé, vẫn vặn được. Đó, chỉ bán giải mã thôi, bán mấy trăm ngàn cho các bác giải mã nhé. Cái dòng này giải mã thì các bác mua cái cục này em bán 500 ngàn thôi, sản phẩm số 9 là 500 ngàn, cái bao các bác giải mã thôi. Còn cái những cái gắn gắn loa này thì nó bị gãy cái đầu này, nhưng mà vẫn dí được nhá, vẫn gắn được bình thường, vẫn có công suất bình thường không nhá, em test rồi. Đó, 500 ngàn nhá các bác về giải mã nhá, công suất vẫn có nhá. Đó, 500 ngàn cho các bác về giải mã, giải mã không cần mồi nhá, giải mã dòng này giải mã rất là hay. Rồi sang sản phẩm số 10. Sản phẩm số 10 các bác nhá, sản phẩm số 10 này thì sản phẩm 10 là cái cục Danone ME55DV. Con này á thì cái CD này nó không xài được nhá, tóm lại kẹt không xài được. Để bán cho bác giải mã nhá. Và con này đặc biệt con Danone này thì lại FM cũng full tần số luôn nhá. Đó. Tỉnh chỉnh bắt chép máy luôn, và đầu đầu nông thì nó hay, cục này khoảng 8 kg là. Đây các bác chuyển qua chế độ OX các kiểu này, giải mã nhá. Đó, chỉnh bắt chép trên máy luôn. Ở phía sau này. Đó, mã số nó là 3375, giải mã hai thiết bị khác nhau được nhá. Em coi này. Đấy, giải mã ra hai thiết bị được nhá. Bấm dưới này nữa này. Có thể mở rộng 5.1. Cổng quang in out đầy đủ. Giá 1 triệu các bác nhá. Thường như cái dòng này á, trước đây em bán thường thường không chạy CD cũng phải bán 1.2.3 triệu. Bữa nay bán 1 triệu là cực kỳ hợp lý nhá. Chỉnh bắt chép cái máy luôn này. Đó, chỉnh này. Con này công suất rất hay luôn. Giá 1 triệu sản phẩm số 10 các bác nhá. Giá 1 triệu. Rồi chuyển qua bán loa. Loa hôm nay bán nhưng mà tóm lại là đây là cục cặp loa số 1 X7A các bác nhá. X7A này lưới đầy đủ này. Loa thùng còn đẹp, tuyến loa còn đẹp, màng OMF 140W cặp. Đấy, loa thùng còn ok. Em chỉ bán bằng cái giá ấy thôi. Đây phía sau này, mã số 5165 bán 750 ngàn luôn. 750 ngàn luôn cặp này, số 1. 750 ngàn thì mua được cái củ loa thôi, còn loa em thấy nó đẹp quá em để cho các bác luôn 750 ngàn nhá. Không em tháo em bán. Rồi sang số 2 là V77. V77 hôm qua hôm xưa em có tháo ra, bên trong có phân tần rất là lớn luôn. Đó, phân tần rất lớn luôn. Cặp loa này đẹp nhá. V77 là dòng đời cao đấy, có phân tần rất to. Cặp loa này cùng một cặp nhá các bác nhá. Cặp loa này mã số 0401 cùng cặp, nhưng mà nó lại sơn hai kiểu khác nhau. Cái này thì nó là bên trái bên phải, cho nên là chắc là nhà sản xuất họ họ làm như vậy để cho mình nhìn biết là bên phải trái bên phải. Như cùng một cặp luôn các bác nhá, cùng cặp luôn đấy.
giá 900.000. Loa đẹp, lưới led đầy đủ các bác ạ. Đó, bên trái bên phải trên này nó không ghi giờ lờ, trên nó phải sơn kiểu đó. V77. Bác nào chơi qua dòng này biết cặp này thì 900.000 thì thực tế chỉ chép 3,5, bát 3,5, bộ phân tần 200 nó là 900 rồi nhá. Nhưng mà thùng đẹp thì cứ để cho các bác chơi nhá. 900.000 số 2. Rồi sang số 3. Số 3 cũng tiếp tục một cặp loa SX7 màng OMF nhá, màng OMF 140W. Cặp dòng này 6 ohm. 140W cặp nha các bác nhá. Đó, thùng thiếc còn đẹp nhá, còn ok, lưới lực đầy đủ, bán 750.000 cho các bác luôn nhá. Đấy, bác nào nghiên cứu mua, mua không mua ngày mai em thả sao em ném thùng đi nhá. Giá đó bằng giá thùng rồi. Số 3 750.000. Rồi sang số 4 là cặp loa Kenwood K521. Cặp này là có một bộ dàn đời cao cho các bác nhá, rất chất luôn. Nhìn cái bát này, cái chép này, chép quá chất luôn. Lưới nhá, lưới đây. Loa này còn đẹp, chỉ chảy một xíu ở đây thôi. Còn tất cả đẹp hết nhá. Đây, cặp loa rất chất. Cặp loa này còn cổ bộ dàn cao đời cao đấy. Đó. Mã số nó là 9714, cái mã số nó còn chỉ có 5 số, chỉ có 5 số thôi. Thế nên là dòng này là dòng dòng đời nó hiếm nhá. Giá 1 triệu. K521 521 nhá, giá 1 triệu. Số 4 giá 1 triệu nhá. Loa còn rất đẹp đây. Đó là chơi kèm qua gần gút biết cặp này rất là hay, bát lực. 521 tiếng loa xuất sắc luôn nhá. Giá 1 triệu. Rồi sang cặp loa số 5. Số 5 là cặp loa này là ME55. Lưới đầy đủ nhá. Bát này, bát 14 lận nhá. Đấy, cặp loa còn tương đối là đẹp. Lỗ hơi phía trước này. À, vân gỗ. Đó. Phía sau cũng đẹp nha, 140W. À xin lỗi, cái này 100W một cặp. Mã số 4016. Đấy. 6 ohm. Giá 1,1 triệu đi. Ghi đi 1,2 triệu, bán 1,1 triệu các bác nhá. Cặp này lâu lâu mới có chứ không phải lúc nào cũng có nhá. Bác nào thích bát lực thì chơi dòng này. 1,1 triệu. Số 5 1,1 triệu. Rồi sang số 6. 6 là một cặp loa S7 GX. Đây này, F cái giờ cặp lúc em bán bộ là S9, S7 nó bé như này nhá, bé hơn. Đó, loa tuyến loa đẹp, loa đây là cái vết mực họ đánh dấu loa thôi. Cái sau này đẹp. Mã số là 6630, 140W, cặp giá 800.000 nha, cặp loa này rất đẹp luôn nhá. 800.000, cặp loa đẹp sắc luôn đấy. Rồi sang số số 7. Cặp loa box sau số 7, cặp này S7 GXDV. Tiếng loa nó giống nhau thôi, tóm lại những cái dòng 7 DV với 7 S7 nó giống nhau. Loa lần phía này hơi chảy cái đề can tí thôi, nhưng mà loa không bể nở đẹp nhá. Tuyến loa xuất sắc luôn. Đây phía sau đây. Đó, giá cũng bán giá 750.000 các bác luôn. Nếu bác nào không mua, nếu hôm nay không bán mai em xả em vứt thùng luôn. Nhá, 750.000 có lưới đầy đủ nhá. Chẳng qua thấy loa nó đẹp quá để cho bác về bác các bác nữa phải lên thùng. 750.000 luôn, số 7. Rồi vừa rồi em giới thiệu các bác. À đây, xin lỗi, đây còn một bộ này nữa. Đây một cặp loa màng OMF nhá. Đấy, củ loa lớn này. Của loa này thì từ đây sang đây 113 nhá, bát 13 là cả viền này luôn. Màng OMF. Đấy, củ loa này các bác nhìn này, 7 màu đẹp. Đó. 350.000 nhá. Và một bộ chép. Đấy, chép này nhá, một bộ chép này. 24 luôn. Đấy, 24 nhá. Chép 24. Bộ này em bán với giá 350 nhá. Cái này 350, cái này 350 này. Bác nào có nhu cầu mua cái gì mua nhá. Củ bát 350. Chép 350. Đó. Rồi vừa rồi em giới thiệu các bác một số sản phẩm mới. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhá. Bên em có cọc sẽ đi hàng, cọc bên mua phải chịu ship, chuyển khoản hết là bao ship toàn quốc các bác nhá. Em ship toàn quốc các bác nhá. Đấy, em ở Biên Hòa Đồng Nai, bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhá. Đấy. Rồi cảm ơn tất cả các bác. Bác nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký ủng hộ em nhé. Tới ngày mai mốt chắc là em lại lên loa lớn á. Loa nhà em có loại lần lớn, loa còn trên dưới 10 triệu.
có loa đắt tiền có nhé, mai mốt em lại lên là loa VIP cho các bác. Rồi, cảm ơn tất cả các bác nhé.